Chào mừng bà con đã đến với bản tin giá thủy sản hôm nay. Chúc bà con một ngày mới tốt lành. Hôm nay 22 tháng 9 năm 2021, giá tôm thẻ kiểm kháng sinh tại khu vực Sóc Trăng và Bạc Liêu ổn định. Cụ thể, tôm thẻ size 20 con đang có giá 230.000 đồng 1 kg. Size 25 con lớn giá 173.000 đồng 1 kg. Size 25 con nhỏ giá 168.000 đồng. Size 30 con lớn giá 146.000 đồng 1 kg. Size 30 con nhỏ giá 144.000 đồng. Size 40 con giá 125.000 đồng 1 kg. Size 50 con giá 108.000 đồng 1 kg. Size 60 con giá 98.000 đồng 1 kg. Size 70 con giá 93.000 đồng 1 kg. Size 80 con giá 88.000 đồng 1 kg. Tôm thẻ size 100 con đang có giá 75.000 đồng 1 kg. Tiếp theo, giá tôm thẻ chân trắng ao bà kiểm kháng sinh tại khu vực Cà Mau cũng đang tăng nhẹ. Theo đó, tôm thẻ size 20 con đang có giá 234.000 đồng 1 kg, tăng 3.000 đồng. Size 25 con lớn giá 177.000 đồng 1 kg. Size 25 con nhỏ thu mua với giá 168.000 đồng. Size 30 con lớn có giá 145.000 đồng 1 kg. Size 30 con nhỏ giá 143.000 đồng. Size 40 con đang có giá 125.000 đồng. Size 50 con có giá 107.000 đồng 1 kg. Size 60 con đang thu mua với giá 99.000 đồng. Size 70 con đang có giá 94.000 đồng. Tôm thẻ size 80 con có giá 83.000 đồng 1 kg. Tiếp theo, xin giới thiệu đến quý bà con bộ sản phẩm rất được ưa chuộng trong phòng trị bệnh đường tiêu hóa cho tôm của công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ nano hợp nhất APA bộ sản phẩm gồm apa floor giúp phòng trị bệnh đường ruột cho tôm và sản phẩm apa pro giúp giảm viêm ruột lỏng ruột phân dính giúp tôm tiêu hóa thức ăn nhanh về thông tin và hướng dẫn sử dụng mời quý bà con xem chi tiết sản phẩm ở liên kết bên dưới về chi tiết giá cá giá ếch giá tôm thẻ giá tôm xuống hôm nay mời quý bà con tiếp tục theo dõi liên kết tại phần bình luận của bản tin nhé cảm ơn quý bà con đã theo dõi bản tin giá thủy sản hôm nay nếu thấy nội dung hữu ích xin vui lòng nhấn subscribe kênh để không bỏ lỡ bản tin mới nhất nhé chúc bà con một ngày mới tràn đầy năng lượng cho một vụ mùa bội thu